Hello anh em đang xem video của OneWay. Năm mới gần đến rồi, cho nên nhu cầu đổi điện thoại, đổi smartphone của anh em đang tăng lên rất nhiều. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói đến hai chiếc iPhone đáng mua thời điểm hiện tại. Tất nhiên là không tính iPhone 12 series. Hãy cùng chờ xem hai chiếc iPhone đó là iPhone nào nhé. Chiếc iPhone đầu tiên mà mình nghĩ đáng mua thời điểm hiện tại là iPhone XR, hay một cái tên vui mà anh em hay gọi đó là iPhone xém rẻ. Tại sao nó đáng mua? Thì như mình đánh giá, đây là một chiếc iPhone lành. Nó sẽ lành từ thiết kế cho đến hiệu năng. Nếu anh em nhìn qua thiết kế của chiếc iPhone XR, vẫn là tay thỏ, mặt lưng thì nó không quá đặc sắc mà nó cũng không hề lỗi thời. Và những điểm mạnh tại sao iPhone XR lại đáng mua thời điểm hiện tại? Đầu tiên sẽ phải kể đến mức giá của iPhone XR. Hiện tại đang dao động từ 8 triệu đến 12 triệu từ những phiên bản lock này, like new cho đến new seal đập hộp. Và mức giá mình đang tham khảo tại OneWay Mobile. Đến điểm thứ hai tại sao chiếc iPhone XR đáng mua sẽ là về hiệu năng của nó. Nếu nói về hiệu năng của chip A12 với tiến trình 7 nanomet trên iPhone XR, nếu để nói nó mạnh thì cũng không đúng, nói nó yếu thì hoàn toàn sai. Bởi vì sao? Với con chip A12 này thì các game nó vẫn chơi tốt. Tuy nhiên nếu anh em muốn chơi mức đồ họa cao thì sẽ khó, và anh em sẽ phải tinh chỉnh mức đồ họa để cho hợp lý, để cho chiếc iPhone XR này đem lại trải nghiệm chơi game tốt. Và chơi game vẫn ok này, vẫn đáp ứng được nhu cầu giải trí của anh em. Nhưng nếu anh em đòi hỏi chơi game mà với mức đồ họa thật cao này thì mình nghĩ iPhone XR sẽ không đáng để anh em lựa chọn, bởi vì con chip A12 này nó không thể chơi mắc setting nhiều trò, có thể kể đến như là PUBG Mobile này, Call of Duty. Tuy nhiên nếu anh em tinh chỉnh hợp lý thì tất cả game đấy đều rất mượt mà và trải nghiệm cho anh em đều thật sự tốt. Con chip A12 Bionic này sẽ hỗ trợ cho anh em sử dụng từ 3 đến 4 năm. Điểm tiếp theo mà iPhone XR đáng mua ở thời điểm hiện tại phải kể đến thời lượng pin. Với viên pin được trang bị là 2942 mAh và chỉ phải gánh màn hình với độ phân giải HD+, thì thời lượng pin của iPhone XR thật sự rất trâu bò. Và anh em thể đạt được 6 đến 8 tiếng on screen với mọi tác vụ như chơi game này, lướt Facebook hay lướt web. Và đấy là những điểm mạnh. Còn điểm yếu của iPhone XR thì sao? Đầu tiên phải kể đến cắt giảm màn hình. Không phải tấm nền OLED mà là tấm nền LCD. So với tấm nền OLED ở trên iPhone 11 Pro này, 11 Pro Max hay thế iPhone 12 series, hay đơn giản là XS Max thôi, thì màn hình của iPhone XR không đẹp bằng. Điểm yếu thứ hai của iPhone XR phải kể đến đó là về camera. Khi anh em thấy đây, ở phần lưng của iPhone XR sẽ chỉ có cụm một camera. Tất nhiên thì cái chất lượng ảnh nó sẽ không bằng được iPhone XS Max này, iPhone 11 series hay iPhone 12. Tuy nhiên thì như mình đánh giá, khi anh em chụp ảnh xóa phông này, anh em chụp chân dung hay chụp phong cảnh thì nó ở mức chấp nhận được chứ không quá đặc sắc như ở những thế hệ iPhone trên. Và nếu để đánh giá YouTube chiếc iPhone XR này với hiệu năng trên giá thành này, với trải nghiệm đến từ iOS, đến thời lượng pin hay là anh em chơi game, thì iPhone XR vẫn là một chiếc điện thoại đáng mua với mức giá đó. Chiếc máy thứ hai mà mình nghĩ đáng mua thời điểm hiện tại, đây là chiếc iPhone mà suốt những ngày qua đã được anh em so sánh với iPhone 12, iPhone 11 Pro. Với mức giá dao động từ 17 triệu đến 24 triệu, iPhone 11 Pro có gì? Đầu tiên sẽ phải kể đến thiết kế của iPhone 11 Pro đi. Thì như anh em thấy đấy, như mình đánh giá, với mặt lưng nhám này, những khung viền được bo cong bởi thép không gỉ thì iPhone 11 Pro vẫn đem lại cảm giác sang chảnh. Và những cái cảm giác cầm nắm của iPhone 11 Pro ôm tay này, và nó còn tốt hơn cả iPhone 12. Và nếu mà nói về cái màn hình của chiếc iPhone 11 Pro thì sao? Thì với tấm nền OLED được trang bị thì tất nhiên chất lượng hiển thị của nó sẽ hơn hẳn so với iPhone XR ở trên. Và có chăng nếu mà tìm ra cái để chê thì phải chê về tần số quét của iPhone 11 Pro, nó sẽ chỉ là 60Hz. Và với mức giá như vậy, nhìn sang các đối thủ Android đi thì nó đã được trang bị màn hình 90Hz hay là 120Hz rồi. Tuy nhiên thì cái này cũng không thể chê được đâu, vì cái chất lượng hiển thị hay độ nhạy của màn hình iPhone 11 Pro đều đã đáp ứng được người dùng. Tiếp theo đến hiệu năng của chiếc iPhone 11 Pro. Con chip A13 Bionic được trang bị trên iPhone 11 Pro tính đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một con chip hiệu năng rất khủng. Tất cả các tác vụ khi anh em chơi game ở mức đồ họa cao, anh em chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video, render video thì con chip A13 Bionic này
nó vẫn cân ngon, vẫn đáp ứng được tất cả nhu cầu của anh em. Và với con chip A13 Bionic được trang bị trên iPhone 11 Pro thì khả năng cập nhật phần mềm của iPhone 11 Pro sẽ hỗ trợ cho anh em sử dụng từ 4 đến 5 năm. Anh em thể yên tâm mua iPhone 11 Pro và sử dụng lâu dài. Điểm đáng mua nữa của iPhone 11 Pro sẽ phải kể đến camera. Với cụm 3 camera này thì nó có thể đáp ứng được tất cả cái nhu cầu chụp ảnh của anh em, từ chụp phong cảnh này, chụp chân dung cho đến quay video. Thì mình đã có một cái video so sánh giữa iPhone 12 và iPhone 11 Pro, anh em thể xem. Thì phải tóm gọn lại, chất lượng camera của iPhone 11 Pro tính đến thời điểm hiện tại vẫn rất tốt. Điểm cuối cùng mà iPhone 11 Pro đáng mua sẽ phải kể đến thời lượng pin. Với viên pin được trang bị là 3046 mAh, ăn đứt được iPhone 12, thì thời lượng on-screen của iPhone 11 Pro có thể lên tới 7-8 tiếng, tha hồ cho anh em sử dụng một ngày. Và nếu tìm điểm để chê ở trên iPhone 11 Pro, đầu tiên sẽ phải kể đến kích thước màn hình. iPhone 11 Pro sẽ chỉ được trang bị kích thước màn hình 5.8 inch. Nếu mà so sánh với iPhone XR ở trên này, iPhone 11, iPhone 12 sẽ là 6.1 inch, thì iPhone 11 Pro sẽ nhỏ hơn 3 cái iPhone mình vừa kể ở trên. Tuy nhiên thì như mình đánh giá thì đây là một cái màn hình với kích thước đủ dùng và mình có thể dễ dàng cầm nắm nó. Và điểm để chê thứ hai sẽ phải kể đến tần số quét chỉ là 60Hz. So với những smartphone Android được trang bị tần số quét 90Hz này, 120Hz, thì 60Hz ở trên iPhone là một điều gì đấy nó cảm thấy hơi thiếu thiếu một chút, phải không anh em? À, còn tất cả những cái tác vụ còn lại mình kể trên thì đều đáp ứng được nhu cầu của anh em, cho nên iPhone 11 Pro nó vẫn đáng mua thời điểm hiện tại. Chốt lại cho anh em thì đây là hai chiếc iPhone mình nghĩ là đáng mua thời điểm hiện tại. Anh em có câu hỏi hay nghĩ đến một chiếc iPhone nào đáng mua nữa thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và ngoài ra, như anh em nào quan tâm đến những sản phẩm iPhone, iPad, MacBook thì hãy liên hệ OneWay tại 66 Thái Hà, 416 Cầu Giấy, cơ sở 3 tại 313 đường mùng 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đơn giản hơn nữa là truy cập website onewaymacbook.vn, onewaymobile.vn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.